Hello các bạn, ở trong video này mình sẽ chia sẻ về các cái nhánh trong lĩnh vực an ninh mạng. Như bạn nhìn trên màn hình ở đây, bạn có thể tìm kiếm cái hình ảnh này bằng cái từ khóa là Cyber Security Domain Map, tức là bản đồ, đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái lĩnh vực an ninh mạng nó chia làm rất nhiều các cái nhánh khác nhau. Đấy, ví dụ như cái màu vàng này là về các framework và các cái chuẩn, thì trong đây thì nó lại chia thành các cái tổ chức. Ví dụ như là NIST, tức là cái viện công nghệ tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Đấy. Rồi là cái ISO, IEC là tổ chức chuẩn hóa quốc tế. Họ sẽ có những cái tiêu chuẩn về trong cái lĩnh vực này. Rồi tiếp theo là đến SAN, CSC hay là COBIT thì bạn có thể tìm kiếm thông tin. Đấy, thì đây là những cái nơi cái tổ chức mà ban hành ra các cái tiêu chuẩn. Đấy, các cái framework, tức là các cái khung về lĩnh vực an ninh mạng. Đấy, thì chúng ta có thể đọc các cái văn bản mà các cái tổ chức chuẩn hóa này họ cung cấp, để từ đấy chúng ta có thể tuân thủ hay là chúng ta sẽ thực hiện theo các cái hướng dẫn này. Đấy. Thứ hai nữa là một cái nhánh là về kiến trúc về an ninh, thì cái này nó sẽ là kỹ thuật nhiều hơn. Đấy, liên quan đến vấn đề ví dụ như là về mật mã này, về thiết kế hệ thống mạng đảm bảo an toàn này. Đấy. Rồi về vấn đề về kiểm soát truy cập. Đấy. Và từ đây thì các bạn sẽ theo các cái nhánh. Đấy, chúng ta tìm hiểu. Đấy. Rồi ngoài ra ở phía dưới này bạn có thể thấy là về cái vấn đề về vận hành một cái hệ thống an ninh. Đấy, thì có bao gồm là gì ạ? Phát hiện những cái mối nguy cơ, bảo vệ. Đấy. Rồi là cái vấn đề liên quan đến là vận hành này. Đấy. SOC chỉ trung tâm vận hành về an ninh mạng. Đấy. Rồi có cái nhánh về là đào tạo con người trong cái vấn đề về an ninh mạng. Rồi tiếp theo cái nhánh này là đi về threat intelligence, tức là chúng ta có những cái thông tin tình báo trước về các cái mối đe dọa, từ đó có cái biện pháp ngăn chặn, vân vân. Đấy, thì chốt lại là đây là các cái nhánh nghiên cứu chuyên sâu về an ninh mạng. Bạn có thể tìm kiếm bằng cái từ khóa là đây. Đấy. The map of cyber security domains. Cảm ơn các bạn đã